nắng lạnh. Như là nhớ anh đã nói ngay từ phút giây đầu chúng ta đã về chung một nhà. Khi hai ta về một nhà, khép đôi mi không bao giờ, đôi mơ cùng mùa xuân, thức giấc chung một giấc. Khi hai ta chung một nhà, ta vui chung một nỗi vui, nước mắt rơi một dòng. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
trắng đêm trắng buồn. Hoa cau rung trắng sân nhà em mà hương cau ngát ngát quanh vườn trâu. Lá vẫn xanh tươi màu, xin ai đừng để lá trâu vàng, xin ai đừng để
rất lung linh, rất rạng ngời trong trang phục truyền thống đám cưới của người dân Việt Nam của chúng ta, đúng không ạ? Một hình ảnh vô cùng lộng lẫy, diện diện của chiến dịch Trọng Khánh và cô tộc Kiều Trang. Và kính thưa toàn thể quý vị thân mến, trong chương trình ngày lễ vu quy của đôi nương của chúng ta ngày hôm nay, và đặc biệt là diễn ra một sự kiện rất là quan trọng, đó là lễ ăn hỏi hay được gọi là lễ đính hôn. Và kính thưa quý vị, trong giây phút long trọng này, chúng tôi cũng không thể thiếu được một thành phần rất là quan trọng của hai bên gia đình đã tác hợp cho đôi nương của chúng ta. Vì vậy, chúng tôi xin được trân trọng giới thiệu và kính mời lên sân khấu sự hiện diện của một vị trưởng đoàn nhà trai, một vị trưởng đoàn nhà gái. Xin mời. Chúng tôi được gọi hai vị trưởng đoàn, đó cũng chính là Bộ trưởng Bộ Ngoại giao của hai bên gia đình, Bộ trưởng Bộ Ngoại giao hai bên gia đình. Thân mến, ngay phút này tại phía khu vực trung tâm sân khấu của chúng tôi, đó là sự hiện diện của đôi tân lang tân gia nhân đẹp nhất. Bên cạnh đó là sự hiện diện của hai Bộ trưởng Bộ Ngoại giao của hai bên gia đình. Chúng tôi xin được trân trọng kính mời cô dâu chú rể cùng với hai vị trưởng đoàn, chúng ta sẽ nghiêng mình cúi chào tới toàn thể hội trường, thay lời chào lời cảm ơn chân thành sâu sắc nhất. 3, 2, 1, xin mời. Vâng, một tràng pháo tay nồng nhiệt hơn nữa để cùng chúc mừng đi ạ. Toàn thể quý vị thân mến, quý vị đã được chứng kiến, đó cũng chính là những mâm lễ vật của gia đình nhà trai mang đến với gia đình họ nhà gái của chúng tôi trong ngày vui hôm nay. Và người xưa có câu, miếng trầu là đầu câu chuyện, miếng trầu nên duyên tình người. Chúng tôi xin được trân trọng kính mời toàn thể quý vị, chúng ta sẽ được lắng nghe đến với những lời phát biểu trao lễ, nhận lễ đến từ hai vị trưởng đoàn. Và lời phát biểu đầu tiên, chúng tôi xin được trân trọng kính mời vị trưởng đoàn nhà trai sẽ có lời phát biểu. Xin mời. Đại diện nhà trai, tôi xin cảm ơn các quý khách gần xa và bên họ nhà gái đã có lòng nồng nhiệt đến đây, là đến đây để chứng kiến cái ngày vui của các cháu. Và họ nhà trai xin bắt đầu từ hôm nay là được nhận nhà cháu, là cháu Trang về làm dâu của ông bà Phương Khanh và làm làm vợ của cháu Khánh. Mà nhà trai tôi có lời là xin hứa tạo điều kiện cho các cháu được cuộc sống ổn định và hạnh phúc. Cảm ơn đã phát biểu đến từ vị trưởng đoàn nhà trai. Và bên cạnh đó thì xin mời vị trưởng đoàn nhà gái sẽ có đôi lời chia sẻ tới. Kính thưa các cụ, các ông, các bà cùng cô dì chú bác nội ngoại của hai gia đình, sau một thời gian tìm hiểu, hai cháu thương yêu nhau và đi đến thống nhất xây dựng hạnh phúc trăm năm với nhau. Được sự đồng ý của bố mẹ hai bên cũng như dòng tộc hai bên, và được sự đồng ý của chính quyền địa phương phường Chí Minh và phường Cộng Hòa, hôm nay ngày lành tháng tốt, họ nhà trai có sắm lễ ăn hỏi, tức là lễ vu quy. Trước tiên là trình với tổ tiên, với gia đình chúng tôi xin thay mặt cho họ nhà gái xin tiếp nhận phần lễ vật của gia đình họ nhà trai, và cũng là tiếp nhận những ý kiến của bác đại diện của họ nhà trai đối với các cái chương trình ngày giờ của từ hôm nay đến ngày mai. Chặt hai trái tim hạnh phúc ra của hai bên gia đình, và bên cạnh với những lời phát biểu trao lễ trên một chút, và xin mời hai bác sẽ bắt tay nhau siết chặt thông sao vào tay thật lớn để cùng chúc mừng. Xin được cảm ơn hiện diện hai vị trưởng đoàn rất nhiều. Và kính thưa toàn thể quý vị thân mến, với những nghi thức rất là ý nghĩa, rất là trọng đại trong ngày lễ vu quy của đôi tân lang tân gia nhân của chúng ta ngày hôm nay, xin được chân thành cảm ơn rất nhiều. Và xin mời diện diện của cô dâu chú rể, chúng ta sẽ tiến đến từng bàn tiệc, mời nước mời trà thay những lời cảm ơn. Xin mời. Ra Bắc mang theo câu hò điệu lý chín dòng sông.
trên đồng cây lúa trường ngày mùa đơn bông.
chờ xa nơi bên đâu, chim sáo bay xa mãi không về. Em vẫn chờ anh nơi đây bên nở, rồi nhớ tương lai câu hát mong chờ. Ngay giây phút này đây, chắc hẳn quý vị sẽ được đến với một giọng ca vô cùng lạ, độc và đặc biệt hơn nữa, đặc biệt trong buổi tối hôm nay, đó chính là sự xuất hiện của chú rể Trọng Khánh và đặc biệt hơn của cô dâu Kiều Trang sẽ cùng dành tới quý vị với một nhạc phẩm như rất chưa bao thay cho lời cảm ơn chân thành của cô dâu chú rể tới sự diện của quý vị. Quý vị ơi, một tràng pháo tay của quý vị cho Trọng Khánh và Kiều Trang. Thân mến, phải nói rằng là Chi Linh quả thật rất giàu, mà con trai ở ngái ít đời xanh bằng. Quý vị có thắc mắc hay chăng, nhìn lên chú rể Trọng Khánh là bằng chứng đây. Anh rất đẹp trai, cao to phong độ ít ai xanh bằng. Vâng, còn cô dâu của chúng ta thì sao ạ? Một cô gái của miền quê hương Khang Thọ, Hồ Chí Minh, xinh đẹp tuyệt trần, dịu dàng dễ mến mà lại có phần lết la. Trông Trang thì không khác gì chị Nga, thiên bồng chưa bắt giới phải khóc òa vì yêu. Và một tràng pháo tay của quý vị cho cặp thiên bồng Nguyễn Soái và chị Nga. Vâng, và để chứng minh cho tình yêu ấy thì
cô dâu ơi, có thay cho một lời cảm ơn dành tới tình cảm của đoàn quan viên họ nhà trai trong buổi tối ngày hôm nay, và đặc biệt nữa là chú rể Trọng Khánh cùng trở về với mảnh đất Thân Thọ, thì cô dâu có thể dành một điều gì đó đặc biệt cho chú rể trong buổi tối ngày hôm nay được không ạ? Xin hỏi cô dâu ạ, có được không? Cô dâu thỏa thẻ rằng em thích lắm ạ. Xin mời cô dâu chú rể quay vào nhau một góc 37 độ đi. Không ạ, không cần phải vào vào bộ phận môi. Đấy, một cái hôn thật nhẹ thay cho lời cảm ơn và vạn lời muốn nói. Xin mời cô dâu và chú rể quay về nhau đi. Hôn vào đâu thì tùy cô dâu. Có được không ạ? Quý vị có đồng ý không ạ? Đồng ý một tràng pháo tay thần lớn nữa không ạ? Vâng, xin mời cô dâu và chú rể quay về nhau đi ạ. Vâng, xin cảm ơn cô dâu và chú rể. Vâng, xin được thay lời cho toàn thể quý vị quan khách, chúc cô dâu và chú rể của chúng ta trăm năm tình viên mãn, bằng đầu nghĩa phu thê. Em không đi tìm người yêu lý tưởng đâu anh. Em không đi tìm người yêu cứt đơn đâu anh. Anh không đi tìm người yêu nhan sắc mỹ miều, người yêu đáy cát cao sang, lụa là nhóm hoa vàng son. Em không để tình người yêu đôi trắng hơi đen. Em không để tình người yêu say đắm xa hoa. Anh không đi tìm người yêu cao quý ngọc hà, lầu cao sẽ cát em mời, có gì vẫn luôn vững bền. Anh ơi, em tìm người yêu trung thủy, em tìm người tình trong mắt, sao nghèo nguyện không đổi lòng. Em ơi, biết rằng từ đời ai không muốn đẹp giàu và cao sang, vì anh nghèo đâu. Khăn màu son, áo màu vàng, ơi
bà con đến xem mùa cưới chân hai công tay dù hồng lâu thật lâu mới thấy được một ngày vui. Ô sáng hôm nay quê tôi ra xem cô dâu con y chang mỹ miều cô dâu non dung nhan mặn mà chà nhà ai có ông dễ quý chà nhà ai có cô dâu hiền ồ ngồi thay có con lợn quay xôi đầy mâm câu đầy buồng đây nguồn vui hiếm hoi ngày cưới trông thật hay trông buồn cười ra mà xem mới thấy được cả niềm vui. Dài đêm trôi yêu nhau và bên nhau mãi mãi nhé. Yeah.
chỉ yêu nhau mà thôi, hoàng tử
của chúng tôi. Đó cũng chính là hình ảnh vô cùng lung linh lộng lẫy của đôi tân lang tân giai nhân, cô dâu Kiều Trang và chú rể Trọng Khánh. Thì xin mời cô dâu chú rể, hai bạn sẽ nghiêng mình cúi chào tới toàn thể huân trường, thay lời chào lời cảm ơn chân thành sâu sắc nhất. 3, 2, 1, xin mời. Và kính thưa toàn thể quý vị, hôn nhân là sự kiện trọng đại trong cuộc đời của mỗi con người. Đó cũng chính là kết tinh của một tình yêu vô cùng thủy chung, son sắc, mận nồng mà đôi nương dành tặng cho nhau. Ánh trăng thô. Và rồi hai bạn tìm thấy nhau một tình yêu vô cùng thủy chung và son sắc. Bởi vì tháng bạc năm kim cương, ngày 30 tháng 7 năm 2020, được sự thống nhất cao bổ của hai bên gia đình cũng như hai bên chính quyền địa phương, con thuyền hai bạn cũng đã cập đến bến bờ của hạnh phúc. Mà phải nói rằng trăm năm thì chọn lấy một ngày chọn lấy một giờ, và giờ hoàng đạo của chúng tôi đã đến. Giờ hoàng đạo chính là giờ lắm gạo nhiều tiền. Và kính thưa toàn thể quý vị, chương trình ngày lễ vu quy của đời tân lang tân nương của chúng ta xin phép được bắt đầu. Này xin mời toàn thể quý vị khách quý, chúng ta sẽ lần lượt đến với những nghi thức trọng đại thiêng liêng nhất trong ngày đầu câu chuyện miếng trầu nên duyên tình người. Ngày hôm nay đây rất vui cho gia đình nhà họ nhỏ gái chúng tôi được đón nhận, đó là mâm lễ đón dâu của gia đình nhà trai mang đến. Và đặc biệt lời phát biểu đầu tiên sẽ là lời phát biểu thư truyện đến từ vị trưởng đoàn nhà trai. Xin mời diễn diện hai vị trưởng đoàn. Xin mời vị trưởng đoàn nhà trai đứng cạnh chú rể, vị trưởng đoàn nhà gái đứng cạnh cô dâu. Trên sân khấu đó cũng chính là sự hiện diện của hai vị trưởng đoàn thay mặt nhà trai, thay mặt các quý vị đại diện nhà gái. Và kính thưa toàn thể quý vị, lời phát biểu đầu tiên chúng tôi xin được trân trọng kính mời lời phát biểu đến từ vị trưởng đoàn nhà trai. Xin mời. Thay đại diện họ nhà trai, tôi xin cảm ơn bên nhà gái hôm nay đã tổ chức cho cháu long trọng và để cho cháu về nhà chồng. Thế thì hôm nay gia đình nhà trai chúng tôi đến đây cũng đầy đủ, các ông các bà rồi các cô các dì chú bác người ta đến đây để mà đón cháu về. Thế thì không đến giờ đón dâu thì cũng xin phép là bên ấy là cho chúng tôi được đón cháu về. Lời đáp lời sẽ là sự phát biểu của vị trưởng đoàn nhà gái. Xin mời. Kính thưa các cụ, các ông, các bà cùng cô dì chú bác nội ngoại của hai gia đình. Sau những thời gian tìm hiểu, các cháu đã đi đến thống nhất xây dựng hạnh phúc trăm năm và được sự đồng ý của gia đình hai bên, nhất là đôi bố mẹ, ông bà đôi bên. Được sự đồng ý của chính quyền địa phương phường Chí Minh và phường Cộng Hòa, hôm nay ngày lành tháng tốt, hai gia đình tổ chức hôn lễ cho hai cháu. Tôi là bác của cháu, thay mặt họ nhà gái xin cảm ơn và tiếp nhận phần lễ xin dâu của cũng như ý kiến phát biểu của bác trưởng đoàn họ nhà trai vừa rồi ở bên họ trưởng bên gia đình. Thay mặt họ nhà gái xin cảm ơn và kính chúc tất cả các vị tân khách có mặt tại hôn trường ngày hôm nay, chúc các vị một sức khỏe, nhiều thành công, hạnh phúc và thành đạt. Sau đây xin kính mời các cụ
các ông các bà xoay chầu uống nước và dự lễ vu quy để mừng cho hai cháu trăm năm hạnh phúc. Một lần nữa xin cảm ơn tất cả mọi người có mặt tại hôn trường hôm nay, xin cảm ơn. Xin cảm ơn lời phát biểu đến từ cái trường đoàn nhà trai và trường đoàn nhà gái và đã trở về với bản danh dự của mình. Và kính thưa toàn thể quý vị thân mến, và ngay bây giờ xin mời toàn thể quý vị chúng ta sẽ cùng đến với những món quà vô cùng ý nghĩa sâu sắc trong ngày lễ vu quy hôm nay. Chúng tôi xin được trân trọng giới thiệu và kính mời món quà đầu tiên là món quà của ông bà ngoại kết hợp cùng với món quà của cậu mợ. Chúng ta sẽ lên sân khấu trao quà cho hai cháu của mình. Xin mời. Vâng ạ, xin được trân trọng kính mời ông bà cùng với cậu mợ có món quà. Rộn tiếng cười người vui quá vui, rượu thơm nồng nào ta uống say, một ly nữa chúc cho duyên tình mãi xanh tươi. Kính thưa quý vị, những tấm gương sáng để cho các con các cháu noi theo, cùng chúc mừng hạnh phúc cho hai con của mình. Và bên cạnh đó là sự hiện diện của cậu mợ cô dâu, cảm của ông bà, tình cảm của cậu mợ rất nhiều. Và xin quý vị chúng ta nổ một tràng pháo tay nồng nhiệt để cùng chúc mừng. Xin được cảm ơn tình cảm của ông bà cũng như cậu mợ rất nhiều. Và kính thưa toàn thể quý vị thân mến, công cha như núi Thái Sơn, nghĩa mẹ như nước trong nguồn chảy ra. Sinh con lớn, sinh con khôn từng ngày, chắc chiều dành ruột để đến ngày hôm nay. Thì chúng tôi xin được trân trọng giới thiệu và kính mời lên sân khấu. Đó cũng chính là sự hiện diện của phụ thân, phụ mẫu của cô dâu sẽ trao món quà cho con gái của mình. Xin xin mời mẹ đứng cạnh người con gái. Xin mời bố đứng cạnh người con rể. Tao đây. Là tình cảm của người cha của cô dâu trao món quà cho người con rể của mình là chú rể Trọng. Chúng tôi xin được trân trọng kính mời bố của cô dâu ạ, bắt tay con rể đi ạ. Vâng ạ, đấy, rất là tuyệt vời đúng không ạ? Một tràng pháo tay thật lớn để cùng chúc mừng đi ạ. Và thưa chú rể Trọng Khánh thân mến, ngày hôm nay bố mẹ cô dâu không phải trao cho cô dâu chú rể những món quà ý nghĩa sâu sắc như vân nhịp vàng như ngọc, mà hơn thế nữa họ dành niềm tin cho chú rể Trọng Khánh, hy vọng rằng chú rể sẽ luôn luôn yêu thương, luôn luôn che chở cũng như đùm bọc cô dâu Kiều Trang của chúng tôi. Xuất lòng đi ạ, một cái ôm thay cho bạn lời yêu thương nhất của tình mẫu tử thiêng liêng. Xin quý vị nổ một tràng pháo tay nồng nhiệt hơn nữa để cùng chúc mừng. Tuyệt vời nhất, xin mời. Chị thân mến, theo phong tục là đám cưới, chương trình ngày đại lễ thành hôn của đôi nạt trai, và cùng đến với chương trình ngày lễ. Đám cưới về trên thành đô,
trong chú rể thật là hiền, trao bông tai nhận cưới dây chuyền vàng, cô dâu xinh xắn bên họ hàng. Đám cưới về trên đường quê, cô dâu đôi má hồng về nhà chồng, tung bay sắc pháo rơi đầy đường, quê tôi trai gái vui trong lòng. Cất tiếng hát chúc mừng đôi tình nhân, bên nhau cho đến ngày đầu bạc đầu, vui kia thăm mãi bên giàn trầu, mai sau đôi lửa chung nhịp cầu. Cầu đưa em qua bên sông, nhịp cầu đưa em qua phố đông, gặp người yêu bao năm ước mong, để uyên ương đẹp đôi vợ chồng. Theo anh về phố chợ thanh thang, trên con đường nắng đổ chang chang, gió miên man theo từng bước chân nào. Đám cưới về trên thành đô, hôm nay trông chú rể thật là hiền, trao bông tai nhận cưới dây chuyền vàng, cô dâu xinh xắn bên họ hàng. Xin cảm ơn bạn đã rất nhiều. Một lứa chúng tôi trân trọng xin mời quý vị chúng ta cùng trở lại khán phòng tiệc trong buổi tối hôm nay. Đây kính sức khỏe, lời chào trân trọng lồng nhiệt nhất. Và kính thưa quý vị, về đây chúc mừng phút chân dâu và chú rể trong buổi tối hôm nay với sự hiện diện của toàn thể các cụ, các ông, các bà, với sự hiện diện toàn thể quý quan khách quý đã về chung vui đám cưới. Chúc cho cô dâu và chú rể trăm năm duyên đẹp, trăm năm tình viên mãn, bạc đầu nghĩa phu thê. Và kính thưa quý vị, sự hiện diện toàn thể quan khách quý đó là niềm vui, lời phúc lớn của gia đình chúng tôi. Gia đình chúng tôi chân thành cảm ơn sự hiện diện toàn thể quan khách quý rất nhiều. Xin mời quý vị dự tiệc trà tiệc nước và cùng hướng lên sân khấu để chúc mừng phúc cho cô dâu và chú rể trong ngày vui hôm nay. Trên khấu đó là sự hiện diện của đôi Tân Nam Tân Lương trong ngày cưới hôm nay, đưa toàn thể hôn. Trên sân khấu lúc này đó là đôi trai tài gái sắc chú rể Trọng Khánh cùng sánh diện cô dâu Kiều Trang. Xin phép một cúi chào toàn thể quý vị quan khách trong ngày hôm nay. Và kính thưa toàn thể quý vị thân mến, và để có một buổi đại lễ thành hôn thiêng liêng hạnh phúc như ngày hôm nay, không thể thiếu những công lao sinh thành của đấng dưỡng dục. Và ngay lúc này đây xin được trân trọng kính mời hai vị trưởng đoàn đại diện của hai bên gia đình sẽ cùng tiến về phía trung tâm sân khấu của chúng tôi để cùng ra mắt cũng như cảm ơn sự hiện diện của toàn thể quý vị khách quý. Xin được trân trọng kính mời phái đoàn gia đình họ nhà gái sẽ đứng cạnh cô dâu Kiều Trang, và xin được trân trọng kính mời vị trưởng đoàn đại diện cho phái đoàn gia đình họ nhà trai sẽ đứng cạnh chú rể Ngọc Khánh. Và kính thưa toàn thể quý vị thân mến, và những người làm chương trình của chúng tôi thường gọi
hai vị trưởng đoàn của hai bên gia đình, là hai bộ trưởng của hai bộ ngoại giao. Xin mời toàn thể quý vị hãy nở một tràng vỗ tay thật lớn để cùng chào đón bộ trưởng của... Kính thưa quý vị, lúc này sân khấu đó là sự diện của hai bác đại diện trong ngày cưới hôm nay. Và kính thưa toàn thể quý vị quan khách, kính thưa vị ghế quý, vậy là nhà dâu, nhà rể đâu xa, hai bên kết nghĩa giao hòa trăm năm, nhà trai nhà gái cũng đã gần rồi, hai bên kết nghĩa tình sâu đậm đà. Và thưa quý vị, xin chúc gia đình tình sâu đậm đà và hai nhà như một. Và kính thưa toàn thể quý vị quan khách, kính thưa toàn thể quý, kính thưa toàn thể hội hôn, và xin mời nhà nhiếp ảnh gia cũng như đài trình viên thứ ba hãy quay lại những kiểu đẹp nhất của ngày hôm nay nha. Hôn lễ của chú rể Trọng Khánh sinh dưỡng dâu Kiều Trang xin phép được bắt đầu. Và xin mời toàn thể quý vị chúng ta hãy đưa chào một tay thật lớn để cùng chúc mừng. Tay đâu, tay đâu. Thưa quý vị thân mến, và sự hiện diện vàng ngọc của toàn thể quý vị trong buổi đại lễ thành hôn của đài hai bên gia đình để cùng chúc phúc cho chú rể Trọng Khánh, cô dâu Kiều Trang, đó là một điều vinh dự và một điều hạnh phúc nhất với cô dâu chú rể. Và một lần nữa thay mặt những người làm chương trình xin được cảm ơn sự hiện diện của toàn thể quý vị, và xin được trân trọng kính mời toàn thể quý vị chúng ta hãy cùng tự nhiên sơi tiệc nước, tiệc thuốc, tiệc trà và cùng chứng kiến những nghi lễ thiêng liêng nhất trong buổi đại lễ thành hôn để minh chứng cho tình yêu của chú rể Trọng Khánh, cô dâu Kiều Trang sẽ chính thức trở thành tình vợ chồng trong hạnh phúc ngày hôm nay. Và kính thưa toàn thể quý vị thân mến, và ngay lúc này đây xin được trân trọng kính mời một vị trưởng đoàn đại diện cho phái đoàn gia đình họ nhà gái sẽ có đôi lời phát biểu trao dầu nhận rể cũng như cảm ơn tình cảm và sự hiện diện của toàn thể quý vị. Xin được trân trọng kính mời. Kính thưa các cụ, các ông, các bà, cùng cô dì, chú bác, nội ngoại của hai cháu, cùng bạn bè, nam nữ thanh niên của hai cháu. Qua một thời gian tìm hiểu, các cháu đã chính thức tuyên bố được xây dựng hạnh phúc trăm năm với nhau. Được sự đồng ý của gia đình hai bên, cùng họ hàng hai bên, và được phép của chính quyền địa phương, phường Cộng Hòa và phường Sao Đỏ. Hôm nay ngày lành, tháng tốt, hai gia đình tổ chức hôn lễ cho hai cháu. Thay mặt họ nhà gái, xin kính chúc tất cả các quý vị có mặt tại hôn trường hôm nay lời chúc sức khỏe, lời chào trân trọng nhất. Kính thưa toàn thể hội hôn, cũng từ giờ phút này, thay mặt họ nhà gái, tôi xin giao cháu Trang về làm dâu, làm con cho gia đình họ nhà trai. Tôi mong các cụ, các ông, các bà cùng cô dì, chú bác đôi bên thương yêu, chỉ bảo, săn sóc cho hai cháu, mong hai cháu sớm hòa thuận với gia đình họ nhà trai. Kính mong hai bên giúp đỡ các cháu. Một lần nữa xin kính chúc sức khỏe của tất cả các quý vị tân khách có mặt tại hôn trường hôm nay. Chúc hai cháu trăm năm hạnh phúc. Xin cảm ơn. Xin cảm ơn những tràng pháo tay từ phía quý vị quan khách quý đã dành tặng cho lời phát biểu đại diện gia đình họ nhà gái. Thay mặt họ nhà trai, tôi xin cảm ơn các quý khách gần xa và họ hàng đôi bên đã bớt chút thời gian đến đây vui và mừng hạnh phúc cho hai cháu. Và lời đặc biệt nhất nữa là cảm ơn họ nhà gái đã đưa cháu được về mới làm dâu cho ông bà Phương Khanh và làm vợ của cháu Khánh. Thế là tôi xin cảm ơn là họ đã đưa được hoàn nhà gái đã đưa cháu về đến nơi được trọn vẹn và an toàn. Thế là gia đình chúng tôi xin chấp nhận và xin cảm ơn các vị quý khách. Cảm ơn phát biểu hai bác đại diện trong ngày cưới hôm nay và một cái bắt tay thật chặt trong tình cảm thông gia đi ạ. Quý vị vỗ tay cho tình thông gia càng ngày càng bền chặt. Xin cảm ơn rất nhiều. Và kính thưa quý vị, vừa rồi hai bên đại diện có đôi lời vàng son với cô dâu và chú rể, cũng như cảm ơn hai phía bên gia đình đã về chúc mừng phúc cô dâu và chú rể trong ngày hôm nay. Vậy là thưa quý vị, toàn thể hồi ôn chúng ta đang về chúc mừng phúc cô dâu và chú rể. Xin chúng ta dành tặng hai bác đại diện tràng tay thật lớn nữa. Xin cảm ơn rất nhiều. Và kính thưa quý vị, giây phút tuyệt vời nhất trong ngày cưới hôm nay, thưa quý vị, diễn ra đặc biệt ngày đại lễ tình hôn của chú rể Trọng Khánh sánh duyên cô dâu Kiều Trang
Và thưa quý vị, chúng ta cùng hướng lên sân khấu để vinh danh câu chuyện tình yêu hạnh phúc của đôi bạn trẻ, những gì cao cả nhất, những gì tốt đẹp nhất để dành tặng cho chú rể Trọng Khánh, sánh duyên của dâu Kiều Trang trong ngày hôm nay. Và kính thưa quý vị, ngày xưa khi mới yêu nhau thì Khánh từng nói với Trang câu rất hay rằng: em ơi, ước gì mình được chung nhà để chung cha, chung mẹ, chung bà, chung ông, ban ngày chung việc chung công để ban đêm chung bóng, chung phòng, chung chăn. Và ước mơ đó đã trở thành sự thật. Khánh đã tìm được gốc thông xưa kia hẹn ước, tìm được người ngày trước để hẹn hò, tìm người chung một con đò để sông sâu biển cả hẹn hò có nhau. Dù mấy biển ngày kia có màn chát, nhưng tình người ta son sắc mặn mà. Dù biển cả ngày có lỗi phong ba, nhưng tình của đôi ta vẫn như thuyền với lái. Và xin quý vị vỗ tay chúc mừng phút chúc dâu và chúc rể ta trăm năm phút được không ạ? Xin cảm ơn. Những cặp tình nhân họ đã tìm đến nhau hơn bao giờ hết với một mong ước rất giản đơn, đó là một mái ấm gia đình. Và chứng kiến của toàn thể hồi hôn, các cụ ông cụ bà, cô dì chú bác cùng toàn thể các bạn bè làm lữ thanh niên gần xa, ngay lúc này đây họ sẽ cùng nhau thực hiện một nghi lễ, đó là dành tặng cho nhau, trao cho nhau một kỷ vật tình yêu thiêng liêng nhất, đó là chiếc vòng cầu hôn, để nối hai vòng tròn lại với nhau, hai tình yêu bất diệt, để chứng kiến minh chứng cho tình yêu của họ sẽ trăm năm tình viên mãn, bạc đầu nghĩa phu thê. Và kính thưa quý vị, ngày hôm nay lễ tình hôn của con dâu và chú rể, thưa quý vị Kiều Trang, và kính thưa quý vị, tình yêu bạn trẻ trong ngày cưới hôm nay chuyển ra tình bạn, tình yêu sang tình vợ chồng. Và kể từ đây chính thức chú rể Trọng Khánh và cô dâu Kiều Trang chính thức lên duyên vợ chồng. Xin quý vị dành tặng cho cô dâu và chú rể những tròng tay thật những bên trai bên gái kháo khỉnh xinh đẹp ạ. Và kính thưa toàn thể quý vị thân mến, và những người làm chương trình của chúng tôi cũng mới được chúc cho chú rể Trọng Khánh, cô dâu Kiều Trang giờ này thì được ở bên nhau, mà sang năm lại có thằng cu ra đời. Dù rằng dù hỡi dù hời, con ăn mau lớn rồi con lại làm công an. Và kính thưa toàn thể quý vị thân mến, và trước khi chú rể Trọng Khánh trở về hôn trường vòng cưới để đón cô dâu Kiều Trang, có nhờ những người làm chương trình nhắn nhủ với người vợ yêu thương của mình như sau ạ. Em à, anh yêu em như thuyền yêu bến, như sóng yêu bờ. Suốt cuộc đời này anh nguyện làm sóng biết để hôn mãi cát vàng em, hôn mãi đến trọn đời. Và lời nhắn nhủ của chú rể Trọng Khánh tới người vợ yêu thương của mình, đó chính là một nụ hôn ngọt ngào nhất mà chú rể sẽ trao lên bờ môi người vợ Kiều Trang yêu thương của mình trước sự chứng kiến của toàn thể quý vị. Vậy có thể một tràng vỗ tay thật lớn thay cho lời đồng ý được không quý vị ơi? Xin cảm ơn quý vị rất nhiều. Xin mời quý vị cùng hướng lên. Một, xin mời. Và những tràng vỗ tay thật lớn cho quý vị được chúc mừng. Vì đã chúc mừng phút cô dâu và chú rể. Xin cảm ơn cô dâu và chú rể rất nhiều. Những tầng bánh hạnh phúc để cùng tay trong tay cắt những tầng bánh thiêng liêng hạnh phúc ngọt ngào nhất như tình yêu của đôi bạn trẻ. Xin được thề. Và ngay lúc này đây xin được trân trọng kính mời chú rể Trọng Khánh, cô dâu Kiều Trang cùng cắt tầng bánh dưới cùng đầu tiên ạ, tầng bánh hàng vững chắc ạ. Và cô dâu chú rể cùng cắt tầng bánh lễ tang đầu tiên, xin được cảm ơn tình cảm và sự hiện diện vàng ngọc của toàn thể quý vị khách quý đã cùng chúc phúc cho đôi bạn trẻ. Và tầng bánh hai cô dâu cắt ra, xin được cảm ơn công năng của đấng sau đã cùng sinh ra đôi bạn để có một ngày vui tình yêu hạnh phúc trọn vẹn như ngày hôm nay. Và tầng bánh thứ ba, xin mời cô dâu chú rể cắt đặt trên tay của mình, đó là tầng bánh tượng trưng cho sự ngọt ngào vĩnh hằng của tình yêu ngọt. Chúng ta cùng tiến về những tháp ly tình yêu hạnh phúc của mình để cùng tay trong tay rót những ly rượu ngọt ngào. Xin được trân trọng kính mời chú rể Trọng Khánh hãy cùng chè khui chai sâm banh trước sự chứng kiến của toàn thể quý vị. Xin được trân trọng kính mời cô dâu Kiều Trang hãy cùng tay trong tay rót với người chồng yêu quý của mình những ly rượu ngọt ngào đỏ thắm trước sự chứng kiến của toàn thể quý vị. Và kính thưa toàn thể quý vị thân mến, những giọt rượu đỏ thắm tinh ngó thăng trầm trong cuộc sống cũng như trong tình yêu, và giờ đây họ cùng nhau đi trên con đường hạnh phúc của chính mình. Ngay sau đây cô dâu chú rể chúng ta cùng uống ly rượu giao bôi trong ngày cưới hôm nay. Vỗ tay thật lớn được không ạ? Xin cảm ơn quý vị rất nhiều, một lần xin chúc cô dâu và chú rể ta trăm năm hạnh phúc, sớm sinh quý tử. Dành tặng cho đôi
Xin được trân trọng kính mời mẹ thân sinh của chú rể Trọng Khánh sẽ cùng tiến về trung tâm sân khấu để trao tặng cho hai người con của mình món quà ý nghĩa nhất trong ngày vui hôm nay. Ra một lòng thờ mẹ kính cha, cho tròn chữ hiếu mới là đạo con. Trong giờ phút long trọng này, cho phép tôi xin mời song thân và phụ mẫu, bố mẹ của chú rể Trọng Khánh cùng lên trao quà cho hai con mình trong ngày cưới hôm nay. Thưa quý vị, bố mẹ trao cho con cả một bầu trời hạnh phúc, và ngày hôm nay đây hạnh phúc đến từ gia đình lớn cũng như gia đình nhỏ. Chú rể Trọng Khánh, thưa quý vị, mới gửi con yêu thương và cô dâu Kiều Trang. Thưa quý vị, hôm nay đây đã trở về vòng tay yêu dấu của gia đình cũng như vòng tay của chú rể Trọng Khánh trong ngày vui hôm nay. Và chúng ta đang chứng kiến một tình mẫu tử đã về. Chúng ta đang chứng kiến một tình mẫu tử trong ngày hôm nay. Mẹ đang trao quà cho con dâu của mình. Thưa quý vị, nhưng em ơn mẹ suốt đời không quên. Sức kia má mẹ cũng hồng, từng đêm tức trắng lo từng cơn đau. Xin mời mẹ ôm con dâu thật chặt đi ạ. Ôm thật chặt đi ạ. Vâng. Và thưa quý vị, kể từ đây quý vị vỗ tay thật lớn đi ạ. Vâng, giây phút yêu thương nhất trong ngày hôm nay đang được diễn ra. Và xin chúc gia đình của chúng ta luôn luôn hạnh phúc. Và xin chúc con dâu và chú rể ta sớm sinh quý tử, để mong cho ông bà sớm có cháu bồng cháu bé. Vỗ tay nào. Và kính phúc trăm năm tình viên mãn bắt đầu như thưa quý vị, bà hôm nay rất vui mừng. Bà lôi của chú rể Trọng Khánh có một món quà thật thật ý nghĩa trong ngày hôm nay. Thưa quý vị, bà đã chúc mừng hai con, hai cháu của mình. Và quý vị, đây là cũng là những nền gạch, nền móng đầu tiên, những nền kinh tế đầu tiên để dành tặng cho cô dâu và chú rể phát triển. Và thưa quý vị, ngày càng vươn xa hơn. Và thưa quý vị, những cái tình cảm đặc biệt ngày hôm nay, thưa quý vị đang về đây chứng kiến hạnh phúc của gia đình, hạnh phúc của cô dâu và chú rể. Một nữa chúng ta hãy chúc mừng cho cô dâu và chú rể đi ạ. Trăm năm hạnh phúc. Vâng ạ, và xin cảm ơn Trọng Khánh sẽ tiến về trung tâm sân khấu để trao tặng những món quà ý nghĩa cho anh em thân thương của mình. Xin được trân trọng kính mời. Anh không biết ngọt ngào hay chẳng sao, tình yêu anh dù không mấy lần, nhưng lòng anh biết ý nghĩa cuộc đời này. Thưa quý vị, chị gái của chú rể Trọng Khánh trong ngày hôm nay, thưa quý vị, một tình cảm rất đặc biệt. Đã đón người em dâu của mình. Thưa quý vị, một tình cảm hết sức đặc biệt trong ngày hôm nay. Một hạnh phúc của hai bên gia đình. Thưa quý vị, một hạnh phúc lớn, một hạnh phúc nhỏ. Và chúng ta cùng đến đây cùng chung hạnh phúc cho cô dâu và chú rể không ạ? Xin mời quý vị ngồi góc kia lăng lên này được không ạ? Cô dâu Kiều Trang sẽ cùng tiến về những bàn tiệc, bàn thuốc, bàn trà trong buổi trưa ngày hôm nay để xót trà cũng như cảm ơn tới sự hiện diện của toàn thể quý vị. Xin phép những người làm chương trình xin cảm ơn toàn thể quý vị quan khách quý đã về chúc phúc cho cô dâu và chú rể. Cũng cho phép sự kiện Huy Bình xin cảm ơn đã đồng hành cùng với cô dâu và chú rể cùng với gia đình từ ngày hôm qua. Và ngay giờ đây với ca khúc hay nhất, sôi động nhất đến từ ban nhạc, xin quý vị chào đón tiếng hát của Tila Vũ sẽ đến từ ban nhạc tổ chức đến từ sự kiện Huy Bình sẽ gửi tới toàn thể quý vị chị và các bạn. Ngay bây giờ quý vị cùng bay lên được không ạ? Thì quý vị hãy cùng nâng ly trà từ cô dâu chú rể rót ra để cùng cảm ơn tới sự hiện diện của toàn thể quý vị. Và xin được vâng ạ, bé quá vỗ tay thật lớn hơn nữa cho những người làm chương trình đúng không ạ? Vâng ạ, và xin cảm ơn quý vị rất nhiều. Ngay sau đây với một sáng tác cũng vô cùng quen thuộc để dành tặng tới toàn thể quý vị, khúc Tình Nồng. Xin mời toàn thể quý vị cùng thưởng thức và đón nghe. Hãy lắng nghe khúc nhạc bừng lên rộn ràng ngất ngây, chân vui bước mê say, đôi nhịp tim cuồng si nồng cháy. Nghe nghe anh đêm này mình quay cùng trong ngất ngây, cho câu hát xa bay, cho niềm tin trao dâng ngày mai. Nhìn vầng trăng kia treo lặng lơ, ánh mắt em say trong mộng mơ, vì tình đôi ta như muôn bài thơ. Nghe hồn trời ơi, người yêu ơi, nào cùng vui lên đây, thắp sáng lên tình yêu. Đến nơi đâu đêm nay mình quay cuồng trong ngất ngây, lắng nghe khúc nhạc bừng lên rộn ràng ngất ngây, chân vui bước mê say, đôi nhịp tim cuồng si đồng trời. Nhẹ nhẹ anh đêm này mình quay cuồng trong ngất ngây. Xin được chúc cho tình thông gia của hai họ, hai bên gia đình mãi mãi bền chặt gắn bó keo sơn.
vừa vui ta thêm tình như nắng vàng đến bên thềm tình như sóng vườn trong mắt em tình như thác chảy mãi không ngừng tình yêu đến tự như ánh mây tình yêu cho nhiều phút em đêm tình yêu đến đẹp như giấc mơ tình yêu hơi tình đến chim xung cánh trên trời.